Xin kính chào quý vị và các bạn. Là một trong 7 cây cầu huyết mạch của thủ đô Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy là một cây cầu bắc qua sông Hồng, phía đầu cầu bên trung tâm Hà Nội, nằm ở địa phận phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, lối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên. Cầu được khởi công xây dựng ngày 3 tháng 2 năm 2005, dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2007. Nhưng do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, nên tiến độ dự án hoàn thành cầu đã bị chậm lại. Sau đó có thông báo dự kiến thập long cầu vào dịp Tết âm lịch năm 2008. Tuy nhiên, tới tháng 1 năm 2008, ban quản lý lại tiếp tục thông báo đẩy lùi tiến độ do một số nguyên nhân và không thông báo ngày hoàn thành. Cho tới ngày 25 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã chính thức cắt băng khánh thành thông xe cây cầu rộng nhất Việt Nam. Kỷ lục này đã được giữ đến khi cầu Đông Trù được khánh thành vào ngày 9 tháng 10 năm 2014. Cho tới ngày 26 tháng 9 năm 2010, cầu Vĩnh Tuy đã chính thức được khánh thành giai đoạn 1. Ngày 9 tháng 1 năm 2021, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành trong một năm sau đó là năm 2022. Trước mắt quý vị và các bạn chính là cây cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cây cầu thứ 2 đang được hình thành. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 là cây cầu có kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, sơ đồ cầu liên tục nhiều nhịp. Cầu được thi công với công nghệ đúc hẫng và đạt kỷ lục về chiều dài. Nhịp đúc hẫng của Việt Nam 135m so với cầu Thanh Trì là 130m. Cầu được thiết kế có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn xe hỗn hợp giai đoạn 1. Đảm bảo lưu lượng vận tải khoảng 35.000 lượt xe trên ngày trên đêm. Tổng chiều dài gần 3km. Phần đầu cầu qua sông dài 2.690m. Phần cầu chính được bố trí chuỗi nhịp dài 990m, rộng 38m. Đây được xem là cây cầu rộng nhất Việt Nam cho tới khi cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống rộng tới 55m. Cầu Vĩnh Tuy cùng với cầu Thanh Trì là hai cây cầu mới được xây dựng tại Hà Nội, có ý nghĩa giao thông quan trọng nhưng đều chậm tiến độ không dưới 2 năm. Từ năm 2010, tất cả các tuyến xe khách và xe trên 24 chỗ ngồi xuất phát từ trung tâm thành phố Hà Nội sang phía Đông, phía Gia Lâm đều phải đi qua cầu Vĩnh Tuy thay cho trước kia được phép qua cầu Trương Dương. Theo thiết kế ban đầu, tổng số vốn là 3.600 tỷ đồng Việt Nam cho cây cầu. Sau quá trình thi công kéo dài, trượt giá, tính lại cây cầu đã ngốn khoảng 5.500 tỷ đồng Việt Nam. Giờ chúng ta cùng tìm hiểu cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Sau gần 1 năm thi công, toàn dự án và 6 tháng triển khai gói thầu phức tạp nhất, cầu Vĩnh Tuy 2 đã dần hình thành, hứa hẹn sớm đạt tốc độ thông xe. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư lên tới 2.500 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2023. Cầu có thiết kế giống cầu Vĩnh Tuy 1 với tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,4 km, mặt cắt ngang là 19,25m dành cho 4 làn xe. Chiều cao tĩnh không cầu là 11m. Điểm đầu tại km 0 cộng 840 giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai. Điểm cuối tại km 4 cộng 312,62 giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy 2 được thiết kế với cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chịu được động đất tới cấp 8. Cầu Vĩnh Tuy 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, kỳ vọng khớp với đường vành đai 2 trên cao, tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Cầu Vĩnh Tuy 2 được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm này của thủ đô, nhất là giảm tải cho cầu Thanh Trì trên tuyến đường vành đai 3. Cầu Vĩnh Tuy 2 nằm sát cạnh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, cách có 2m, thông xe từ năm 2010. Sau khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tuy 2 và Vĩnh Tuy 1 sẽ có tổng cộng 8 làn xe. Theo đó, cầu Vĩnh Tuy 1 chỉ còn 1 chiều 4 làn xe, lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy 2 4 làn xe, lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên. Trên mỗi cầu 4 làn xe gồm 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn xe hỗn hợp và giải đường đi bộ. Trên công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hơn 500 công nhân đang thi công đồng loạt cả 5 gói thầu. Gói thầu số 1, công nhân hạng mục phức tạp nhất là vượt sông với 4 trụ bắc qua lòng sông.
nhà thầu phấn đấu đảm bảo tiến độ hợp long nhịp đầu tiên vào tháng 1 năm 2022 và dự kiến đến tháng 6 năm 2022 sẽ hoàn thành gói thầu. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn cây cầu Vĩnh Tuy 1 và 2 từ góc nhìn trên cao Flycam để có một cái nhìn toàn cảnh hơn về toàn bộ cây cầu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở khám phá những cây cầu ở những video tiếp theo.